Wow, các bạn ơi, hôm nay chúng ta sẽ cùng bạn A Hiếu và bạn Kiệt làm gì đây? Có cây gì đây? Đây, một cây barret, cây súng của bạn Kiệt dùng để bắn hạt nở nha. Còn của bạn A Hiếu, đây là súng máy bắn đạn cao su kéo bằng nha. Đây các bạn ơi, hôm nay hai bạn này sẽ chơi trò chơi siêu xạ thủ nha. Ai mà bắn ngã ly nhiều nhất là người đó thắng nha. Rồi bây giờ quảnh tù xì coi ai bắn trước, để coi cây súng của người nào là mạnh nhất nha. Rồi quảnh tù xì đi. Rồi bạn Kiệt bắn trước nha. Rồi bạn Kiệt lên đèn. Rồi bây giờ là mình sẽ bắn vừa ngã banh vừa ngã ly luôn, ai ngã nhiều nhất là thắng. Wow, trời ơi Kiệt hay quá. Một cái ly ngã rồi. Wow, hay quá. Wow, hay quá các bạn ơi. Khoan. Wow, các bạn ơi, cái này là mình tù xì mỗi một lần là mình bắn một cái thôi nha. Bạn Kiệt này bắn ba cái rồi. Bây giờ là cho A Hiếu bắn, là mỗi một người bắn một lượt thôi. Rồi chuẩn bị nha, bây giờ là A Hiếu nhắm đi. À, bạn Kiệt bây giờ là ngã một cái ly rồi đó. Rồi tới bạn A Hiếu nhắm nha, để coi bạn A Hiếu thắng luôn. Rồi bắn đi. Wow, một điều nha, một điều nha các bạn ơi. Rồi bây giờ tù xì lại coi bắn trước nha. Rồi A Hiếu bắn trước. Rồi A Hiếu bắn đi. Đây là quả thứ hai nha các bạn. Rồi A Hiếu bắn quả nào đây? Trời ơi. Đây các bạn bắn nhẹ nhẹ nhàng mà nó trúng luôn. Rồi tới bạn Kiệt nha. Rồi kéo đạn lên. Wow, trời ơi các bạn ơi. Ui, cây súng của bạn Kiệt. Hai điều rồi nha các bạn. Quả súng bạn Kiệt mạnh quá. Rồi tới bạn Hiếu đi. Rồi tới coi bạn Hiếu bắn thế nào đây. Rồi hụt một cái rồi. Rồi tới bạn Kiệt nha. À, trời ơi thị luôn rồi các bạn ơi, khổ ghê vậy đó. Rồi hai điều. Trời, tưởng nó bạn Kiệt thắng rồi, ai về. Rồi bây giờ tới, rồi bạn Kiệt bắn trước nha. Wow, hay quá các bạn ơi. Rồi tới bạn A Hiếu đi. Bây giờ bạn A Hiếu sẽ bắn nha. Wow, trời, bạn A Hiếu bắn một cái ngã hai ly các bạn ơi. Rồi bạn Kiệt ơi, bạn Kiệt thua rồi. Đây các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, bây giờ là bạn A Hiếu đã dẫn trước 1-0 nha. Rồi bây giờ bạn Kiệt với bạn A Hiếu tù xì đi. Rồi ai bắn trước đây? Rồi bạn Kiệt bắn trước lần. Rồi bạn Kiệt bắn trước nha. Rồi ngã rồi. Rồi bây giờ tới bạn A Hiếu. Đây các bạn ơi, bạn A Hiếu bắn một ly mà trúng hai ly luôn, ghê quá. Wow, điều nữa rồi. Rồi tù xì tiếp đi. À, đúng rồi, A Hiếu ăn 1-0 rồi các bạn ơi. Rồi tới bạn A Hiếu bắn. Bạn Kiệt chơi trò tâm lý rồi đây, hỉ rồi. Rồi bạn Kiệt ơi, cẩn thận nha. Rồi bây giờ tới bạn Kiệt bắn nha, bạn Kiệt bắn tới nào đây? Rồi. Rồi đều nhau luôn rồi các bạn ơi. Ai trước vậy, ai trước? Rồi tới A Hiếu, A Hiếu bắn quả nào đây? Màu đỏ hả? Rồi bắn đi. Wow, hay quá. Rồi tới bạn A Kiệt. Rồi, dễ dàng với mình thôi. Rồi A Kiệt bắn. Rồi A Kiệt bắn quả màu vàng nha. Mít. Trời ơi. Quay quá. Mấy bạn hù mình đã vậy bạn. Wow. 2-0 nha. Rồi
bạn ơi, Hiếu ăn thêm quả nữa các bạn ơi. Đúng rồi, hai không. Giờ còn mấy trái à? Ủa, nãy quả là 1-0. Ơ quên, bây giờ là 1-0 mới đúng, hồi nãy bạn ơi Hiếu hị một trái mà. Rồi, tới ai bắn lấy trước đây? Rồi, ai Hiếu sẽ bắn cái trái màu vàng này nha các bạn. Wow, hay quá. Rồi, A Kiệt sẽ bắn cái nào đây? Cà đạn. Rồi, cà đạn vô đi. Trái màu xám dữ vậy. Trái tới nào? Trái gì vậy? Rồi, trái màu hồng không? Đây các bạn ơi, bạn Kiệt sẽ bắn trái màu hồng nha. Wow. Trời ơi. Rồi, hai trái luôn các bạn ơi. Thắng là coi như là win á. Khoan các bạn ơi, bây giờ bạn Kiệt với bạn Hiếu đã hòa nhau rồi nghe. Trời ơi, trận đấu này hay quá. Chỉ còn một ly thôi, nhưng mà bạn Kiệt đã thì thắng rồi. Bạn Kiệt mà làm ngã cái ly này luôn là bạn Kiệt sẽ thắng. Wow, rồi. Trời ơi các bạn ơi, bạn Kiệt bắn được có trái banh không à. Rồi bây giờ tới bạn Hiếu. Bạn Hiếu làm gì đây? Rồi phạt bạn ơi Hiếu các bạn ơi, bạn ơi Hiếu cổng bằng kiện chạy vòng đi. Trời ơi. Rồi. Rồi cho bạn Kiệt đi một vòng các bạn ơi. Wow, hay quá các bạn ơi. Trời, trận này vui quá. Đây. Đấy các bạn ơi, bây giờ bạn Hiếu với bạn Kiệt sẽ cho các bạn xem cái cấu tạo của cây súng này nha. Đây là một cái đồ cầm để gì nha các bạn. Đó là một cái giá đỡ cây súng đó các bạn. Mình thích thì mình ráp vô, mình thích thì mình tháo ra. Đây mình ráp vô. Đây, cái nòng súng. Đây một cái nòng súng nè, nòng súng nó dài lắm nha. Để cho đạn nó bắn mạnh lên các bạn. Không có này bắn cũng được nha các bạn. Wow. Ừ, đúng rồi. Wow. Có tia laser luôn. Có tia laser luôn hả? Đây, rồi bấm tia laser đây nè các bạn. Đâu? Đây, đây tia laser nè. Wow. Wow. Đây, đây vậy nó bấm chính xác mà đâu luôn. Đâu đâu, hiện tia laser luôn, nhưng mà đi người ở Hiếu coi. Đây nè các bạn ơi, cây súng này có tia laser nữa nghe, hay lắm á. Nó giờ nó bắn cái nào cái nó trúng hết đấy. Sẽ bắn nữa chứ mà không bắn tia laser. Wow, hay quá các bạn ơi. Đâu đây mình lấy thử trái banh cho các bạn xem nè. Nè, yeah, bây giờ bạn Kiệt sẽ bắn một cái... Cái băng thôi, cái ly luôn. Rồi, nhắm vô cái tia laser rồi. Tia laser đâu? Wow, hay quá. Quên súng của bạn Kiệt là nhắm đâu trúng đó luôn các bạn ơi. Kiếm. Rồi, súng này Hiếu. Đi vô dùm kia súng Hiếu luôn đi. Trời ơi, súng của Hiếu có gì đâu. Đây, đây mà chỉ cần... Đây là lúc bắn nha, bắn lên. À. Đây súng của bạn Hiếu là súng bắn bằng mod chứ chạy bằng pin nha các bạn. Mình có gắn 3 cục pin. À mình tháo cái đó. Rồi còn gắn đạn chỗ nào bạn Kiệt? Wow, gắn đạn vô đó hả? Rồi gắn thử một viên đạn vô cho các bạn xem nha. Đấy các bạn ơi, súng của bạn Kiệt là mình chơi là đạn hạt nở nha. Bên trong nó có hạt nở nè. Bắn không có bị lâm ba. Đây, bỏ súng. Còn súng của bạn Kiệt là đạn cao su này nè, đạn mod. Đây là súng của anh Hiếu nha. Anh Hiếu không có được nhắm, anh Hiếu thua mình rồi. Wow, cái súng của bạn Kiệt này nó là súng hiện đại hơn các bạn ơi. Súng này của mấy sát thủ đi săn bắn nè. Đây là súng Patriot nha các bạn. Wow, đã quá. Súng này nổi tiếng lắm luôn á. Đây. Đây. Thử. Đây mình. Ôi trời ơi. Hết hồn được. Bắn cái băng nha. Rồi, lấy cái súng của này bắn cái băng thử nha các bạn. Rồi, để vô. Wow. Đây, mình sẽ bắn thử đi một trái băng mà khó nữa. Súng này nó bắn nhẹ nhàng quá các bạn ơi. Đây, nó bự à. Súng này bắn hình nó nhẹ hơn. Wow. Súng không có kim nha các bạn. Ừ, đúng rồi. Rồi, cái súng ba gác thì có kim nha. Đây. Wow. Súng này giống thiệt hơn. Hay quá. Hay quá. Đây, bắn ngã cái ly luôn. Wow. Mình có một quả súng nha. Đây các bạn ơi, bạn
đang cúp đầu dạng vậy. Rồi cho bà Kiệt cái cúp đi. Cho bà Kiệt một cúp ly. Như vậy là cái clip giới thiệu về quên. Như vậy là cái clip chơi trò chơi siêu xạ thủ. Đến đây là hết nha. Hẹn các bạn clip lần sau nha. Lần sau mình sẽ làm gì đây? Bye bye.